hướng dẫn làm phun nhiệm vụ anh đào thủ công chụp ảnh với cây đào nhỏ ở khu cắm trại mọi người chạy tới tòa nhà gỗ trong khu cắm trại ở đây sẽ có một cây đào rất nhỏ chỉ cần lấy điện thoại và chụp hình cùng cây đào là được nha chụp ảnh với cây đào nhỏ ở khu trung tâm mọi người chạy qua khu trung tâm sau đó chạy tới chỗ sân bóng đá cây đào nhỏ sẽ nằm kế bên tương tự như bên khu cắm trại chỉ cần lấy điện thoại và chụp hình là được nè nhiệm vụ ngồi trên xích đu để làm được nhiệm vụ này mọi người hãy tìm tên mình sau đó bấm vào nhà khi vào được bên trong mọi người hãy chạy vào ngôi nhà xanh trên biển của mình và chạy lên trên tầng nhé. Xích đu mình sẽ để ở đây cho mọi người làm nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ món ăn có hoa anh đào, mọi người hãy chạy lại phía hồ bơi. Ở đó sẽ có máy làm bánh hoa anh đào. Chỉ cần làm 5 cái bánh gạo Nhật anh đào và ăn chúng. Như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ này nha. Nhiệm vụ nhuộm tóc đón xuân tại Cha Hong, chúng ta sẽ chạy qua tiệm tóc Cha Hong tại khu trung tâm, ở đây cập nhật rất là nhiều màu nhuộm mới, hãy chọn một màu bạn yêu thích, sau đó nhuộm mái tóc của bạn là xong rồi nhé. Nhiệm vụ chế tạo đồ nội thất anh đào. Để làm được nhiệm vụ này mọi người hãy qua khu vực Plaza, sau đó tới xưởng chế tạo ở đây mọi người hãy chế tạo cho mình 5 con Mana canh nha, vì nguyên liệu dễ kiếm và thời gian chế rất ít, có thể xem quảng cáo để bỏ qua thời gian chờ nhé. Nhiệm vụ nhận phần thưởng ngày thứ 5 bảng điểm danh, đối với nhiệm vụ này người chơi cần đăng nhập đều đặn để có thể nhận được phần quà trong sự kiện điểm danh, sau khi nhận được vé coupon của ngày thứ 5 thì chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhé. Nhiệm vụ nhận phần thưởng lịch quà tặng, đối với nhiệm vụ này người chơi cần phải qua khu trung tâm ngay khi bước vào chúng ta sẽ thấy một khu vực nhận quà trước mắt. Khu vực này sẽ được mở vào ngày 1 tháng 4, và chúng ta phải nhận 3 phần quà ở đây để hoàn thành nha. Nhiệm vụ thu thập cánh hoa anh đào. Cánh hoa anh đào sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những cánh hoa sẽ có ngôi sao lấp lánh xung quanh, mọi người chỉ cần lấy vợt ra và bắt chúng. Khi vượt được một cánh hoa sẽ được tính một điểm. Nếu cánh hoa đó mở ra ba, thì vẫn chỉ tính một điểm thôi nhé. Khu vực xuất hiện nhiều cánh hoa anh đào nhất theo mình trải nghiệm là khu cắm trại nha. Cảm ơn mọi người đã xem video hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé